xin chào cả nhà. Từ cuối tuần ở nhà mọi người làm gì? Thu thì hả, cuối tuần thì hay đi chợ nè, hoặc là ở nhà mà dọn dẹp sơ sơ. Hôm nay thì hai vợ chồng ở nhà cũng đi chợ rồi xong rồi, bây giờ mình về mình rửa xe. Lúc này thì ông vừa mới đổ lấy cánh xe rồi đó, bây giờ thì đang rửa xe này cả nhà. Mới mua cái máy rửa xe đây. Máy này bao mua nhiêu vậy? Là sao? Máy này ông xã mình mua là gần 200 mấy mà nó lên xe 100 cả nhà. Mua về rửa xe. Lâu nay thì toàn là rửa xe bằng tay thôi. Nay mua máy rửa xe rồi, đợt trước mua rửa rồi, bây giờ rửa tiếp. Đó. Mới thì đổi 4 bánh xe nữa trên đó. Lúc nãy quên. Lúc nãy á. Lúc nãy vừa đổi 4 bánh xe nè, tại bên này thường thường mình đi á, một thời gian là mình phải đổi bánh xe trước ra đằng sau, sau ra trước. Vì mình chạy á, thường thường hai bánh trước nó chạy nhiều hơn, nó dễ mòn hai bánh sau nên phải đổi lên. Nhiều người người ta không biết đổi, người ta phải ra tìm cả nhà. Còn gia đình mình thì chồng biết tự làm hết nên nó cái gì cũng tự làm, tự sửa nên cũng tiết kiệm được thời gian với là tiền. Wow, sạch ra nhanh vậy ba. Cái trên sao? Chưa đi hết mà. Cả nhà thấy cái này nó xịt mạnh ghê luôn á. Chưa rửa mà xe nó sạch rồi nè. Lúc nãy trước khi rửa dơ lắm nha. Tại bụi bặm nó đóng á, này sau này còn dơ nè. Nó cả nhà thấy sau này dơ không? Đó, sau này còn dơ. Đó, dơ không nè. Có ba xịt nè. Wow. Cái này xịt mạnh hơn nữa nè. Coi nè, coi nó sạch nè. Coi nó sạch nè. Coi nó sạch nó xịt nè. Wow. Xịt cái này đi hết luôn á. Ê đơn, vô đây nắng ha. Ê đây làm gì ngoài vậy? Nắng quá à. Đó, sạch ha. Cái này thường thường mình hay lấy khăn mình chùi trong mấy cái kẹ bánh xe. Nhưng mà cái này thì mình xịt vô là xong, mình không cần thò tay vô chùi nữa. Mà hao nước không thấy đây cháy chưa? Ôi đây được quậy quá. Xịt mấy cái kẹ hở được luôn ha. Mình la đâu đi, mấy kẹ hở mình xịt bụi nó văng ra luôn. Ê đây dơ. Trời, đến lại đây mẹ đâu. Lại bên này, đi hai mi. Chạy chi cho lát mèo ra. Ôi, dơ hôi tới đầu coi. Đó, sạch quá. Cái đình là sao? Cái đình chào cả nhà đi con. Hello. Con chào các cô. Các chú. Các gì? Các gì? Ừ. Các anh, các chị. Anh. Các chị. Ôi, trời ơi, ăn dơ dơ ua. Hồi dính đầy miệng chưa rửa đi, rửa mượn miệng đi. Ôi, đừng có quẹt. Tay sao bị bầm vậy? Con cho bà cả nhà xem hôm nay Đình đi chích thuốc ở đâu, bác sĩ chích ở đâu nè. Hôm nay bác sĩ chích con ở đâu? Show đây, mở lên coi nè. Ở đâu? Ồ, đây nè cả nhà, hôm nay cả nhà gia đình Hương á. Ồ, mẹ cũng có đi chích glucose. Ai? Ướt em. Rồi ướt rồi. Hôm nay cả nhà đi chích glucose này, đây cái này dơ rồi nhà thấy không? Cái này dơ không? Cái này. Ê, đây nè, đây con. Cái này chưa rửa nè ha, lát nữa xịt là bóng luôn. Bóng quá. Ở đây cho người cho em chạy xe con. Người cho em đang chạy xe quá nè. Mẹ đây. Ừ, con thương mẹ, mẹ có thương con. Có đậu ngay đó thôi. Thế thì làm gì á? Phá, đâu. Cái đó là bỏ sốt, cái này chỗ này là bỏ xà bông đó nha. Này bỏ xà bông mà không phải nước đâu mà xà bông. Nước rửa xe của nó chứ không phải bỏ xà bông của mình được. Máy của nó nè, nó chỉ cho mình gắn dây ống vô đâu nè, thấy không? Bong bóng luôn cả nhà ha. Rồi ghé. Bóng luôn nè cả nhà. Nó sạch bóng rồi. Đây là cái đám lá lốt của gia đình mình nè. Mùa đông rồi, lá lốt sắp tàn đó. Mấy cái này cuốn nó ăn ngon nè. Lá này bự nè. Còn mấy cái kia nó già rồi cả nhà. Nhỏ thôi, nó không có to. Nó đang bị xả. Này bùn ngót cũng đủ đông rồi đó. Tự nhiên đây mọc lên cái dây mướp nè. Mướp mắc cười nó còn muốn đậu trái, nó đậu trái nó mắc cười nó mới bé xíu mà đậu trái. Còn mấy cây bơ này thì chồng của mình á ương từ cái hạt ra ha. Nè có cái ớt trái nè cả nhà, ớt này cay lắm nha, ớt này là ớt á. Ớt bí, ớt có mễ đó cả nhà. Đó, nó màu giống bí nè ha. Nó nhỏ, cây nhỏ mà trái nhiều lắm. Nhà thấy không? Đó.
Đấy, cái ớt này cao quá. Cái bờ lá lốt tới chỗ này lên này cả nhà. Trời ơi, sao bị sâu nhiều quá nữa ha. Trời ơi, mấy cái này bị con sâu con gì ăn nhiều quá ba. Đợt trước mình ăn gì ăn dữ không? Có thuốc rồi kìa. Chiều nay chút xíu đem lại sao anh xịt hết kìa. Ăn dữ quá trời luôn hả? Ăn hết mấy lá này luôn. Đợt trước mình ăn về lấy đâu ra. Còn may giờ mình ăn nó mới ăn hết. Chứ không mình hết ăn luôn. Đây là cái cây quýt này cả nhà. Cây quýt này năm nay á trái ít lắm, nhưng mà trái nó to hơn. Mọi năm trái nhiều, nhưng mà thường thường nhiều thì nó không có sức á, nên trái dài nhỏ hơn. Nó bây giờ quýt bắt đầu chuyển màu rồi, cỡ tháng 1 á, tháng 1 tháng 2 Tết á là nó vàng rực cả nhà. Đó, năm nay trái to ha. Không có nhiều trái. Mấy năm nay á ở Cali này á, cái dòng họ mà cam quýt á là nó bị bệnh hết luôn. Nó bị xoắn lá, xoắn như vậy nè. Đó. Xoắn như vậy đó. Bị bệnh nhiều lắm nên cam quýt nó người ta ít có bán. Cái này có mấy cái chùm chùm dưới gốc của nó này nhà thấy không? Đây, cây nổi này mới trồng đây. Wow, bốn bình nước trồng đậu hết luôn hả? À? Mình tưới cho nó tiếp. Chậu này mới trồng cái nha. Mới trồng. Hôm bữa chỗ này là cái mít á, sáng bỏ rồi. Rồi mình trồng cái ổi vô đây. Dắt em vô mát đi Tina ơi. Mấy cái ớt này cũng xong, mùa này là xong luôn, tiêu rồi đó. Bỏ luôn, không có dùng nữa cả nhà. Năm sau mình ương cái khác. Xoài năm nay hả, giờ hết mùa rồi, năm sau chắc sẽ ra trái đó. Cái xoài tốt ghê luôn. Hả, cái vườn của gia đình mình đó. Còn chỉ có vậy thôi cả nhà. Ở nhà nghỉ ngơi rồi hả, đi chợ đồ có cô rồi. Xong rồi hết ngày. Đó, vậy là xong. Ở bên Mỹ này á, thường thì người ta chủ yếu đi làm cả tuần, chỉ có ngày thứ bảy hoặc chủ nhật á thì người ta nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thì người ta sẽ dành thời gian chủ yếu cho gia đình hoặc là đi chợ đi đò vòng vòng thôi, chứ không giống Việt Nam mình á. À, ngày thường giống cuối tuần nửa làm nửa chơi, rồi còn cà phê cà pháo sáng tối gì đó cho thoải mái. Bên Mỹ thì không có cả nhà. Ở khu của gia đình mình ở thì muốn cà phê thì tự pha ở nhà, rồi ban đêm thì ăn uống xong cũng đi ngủ thôi. Con coi à, Tina cũng bị nè. Tina nhậu quá, nhiều lúc hai chồng cũng thử uống chai bia. Tí nào cũng bị chích kìa, đi hôm nay chích luôn sát cả nhà, chỉ có ông xã mình là không chích thôi. Đó, ở đây cả nhà thấy cái ổi, mấy cái đó của hàng xóm mình ha. Bên này cái bưởi. Ở đây là cái sân của nhà mình nè. Chưa có dọn dẹp nên nó hả, bữa trước mới cắt một mớ cây xong nên nó còn á linh tinh quá chưa có dọn cả nhà. Hả? Giờ ngồi đây hóng mát. Đi nè, đi dắt em vô trong nắng có mát con. Cho nên nắng quá chạy mồ hôi luôn, đi vô nhanh lên. Đi vô nè, mày vô mày nghỉ á. Thì á hả, cuối tuần chỉ có vậy thôi cả nhà. Hồi bữa chỉ có vậy đó. Răng Tí nè mọc ấy quá nè. Đau chích đau không? Đau không? Tí nè chào các cô các chú đi. Nói tiếng Việt đi, con chào các cô. Nói đi con chào các cô. Con chào các cô đi. Hả? Con chào các cô. Con chào các cô, cô các chú, các chú, các anh các chị, các anh các chị. Đúng rồi đó, cái họ Mỹ cả nhà nó nói tiếng Việt á không được rành lắm, nên một lần á nó rất là hiếm khi nơi để nó nói nha. Muốn nó nói không có vị. Mặc dù mẹ ở nhà mày nói tiếng Việt nó mỗi ngày luôn, nhưng mà thật ra là mấy đứa này nó tiếp thu tiếng Anh còn nhanh hơn cả tiếng Việt, nên cũng họ là cũng phải thông cảm với nó. Đứa nào nó nhiều tiếng Việt thì càng tốt, mà không thì mình từ từ mình chỉ cho nó. Nói chung ít nói, môi trường ở ngoài toàn tiếng Mỹ không à, nên nó chỉ với bạn bè hay gì phần lớn thời gian thì nó toàn nói tiếng Mỹ thôi, ít khi nó nghe nói tiếng Việt. Aiden chạy đâu dữ vậy? Aiden lắc toát mồ hôi luôn, thúi luôn á nha. Nó quậy ghê cả nhà. Cái show này show cả mọi người coi đồ chơi của con mẹ mua đâu nè, nhanh lên. Trời gì phá thôi. Đó thì hả, cuối tuần chỉ có vậy thôi cả nhà, không có gì đặc biệt lắm. Nếu mà có hôm nào có gì đặc biệt thì gia đình mình sẽ làm video chia sẻ với cả nhà sau nha. Và cũng xin dừng video tại đây và hẹn lại mọi người vào video lần sau. Nếu cả nhà cảm thấy yêu thích gia đình của mình hoặc là cái channel của mình thì đừng quên bấm like, share hoặc là đăng ký kênh để ủng hộ cho gia đình của mình nha. Xin chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye bye.